Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club, quay trở lại với video nhận định về thị trường sau phiên giao dịch của em Nam anh chị nhé. Trước khi vào nội dung của video ngày hôm nay, anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like, những cái trái tim màu tím dưới một comment để tăng cái độ tương tác cho cái video này. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hôm nay thì chúng ta vừa kết thúc cái phiên giao dịch thứ hai đầu tuần ngày 11 tháng 12 năm 2023. Và hôm nay thị trường của chúng ta có một cái phiên giao dịch tương đối là cân bằng với cái thanh khoản khá là thấp. Kết phiên thì thị trường của chúng ta dương 1,06 điểm tương đương với 0,09% về cái vùng 1.125.50 điểm. Với cái thanh khoản khá thấp anh chị, thanh khoản ở mức dưới trung bình 14.600 tỷ. Chúng ta thấy là một cái phiên tương đối là xanh vỏ đỏ lòng khi mà các cổ phiếu trụ kéo tương đối mạnh, đúng không ạ? Chúng ta mặc dù thị trường đóng cửa xanh nhưng mà chúng ta có 215 mã xanh thôi, còn mã đỏ thì vẫn đang chiếm ưu thế với 302 mã đỏ. Chúng ta có nhóm chứng khoán hôm nay có một cái nhịp hồi phục khá là tốt vào cuối phiên. Các cổ phiếu như SHS này, như VND, SSI đều có những cái bước tăng khá tốt. Đặc biệt là cổ phiếu HCM là cổ phiếu mà đang duy trì sức mạnh tương đối tốt ở thời điểm hiện tại. Thì đây cũng là cái cổ phiếu mà nó cũng tạo cái sự cảm hứng khá tốt cho nhóm chứng khoán trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Chúng ta có nhóm banh ngày hôm nay thì đỏ nhẹ anh chị, đây cũng là cái nhóm mà nó làm cho thị trường của chúng ta bị áp lực tương đối trong ngày hôm nay. Mặc dù trong tuần trước chúng ta thấy thứ năm và thứ sáu thì nhóm banh khá là tích cực, đúng không ạ? Hôm nay nhóm thép thì điều chỉnh rồi, cái nhóm này điều chỉnh nhẹ anh chị. Thì góc nhìn của mình là mình đã chốt lời cái cổ phiếu thép vào phiên thứ sáu vào buổi sáng khi nó kéo mạnh lên tầm 3-4%, còn hiện tại thì cũng chưa mua lại anh chị nhé. Mình đang chờ những cái thời điểm nó cân bằng hoặc là chiết khấu thêm thì chúng ta mới có thể tham gia được đối với nhóm này. Nhóm dầu khí thì chúng ta thấy PVS vẫn xanh, PVD thì đỏ nhẹ, một vài cổ phiếu khác thì cũng đang xanh nhẹ nhé. Bất động sản thì hôm nay chúng ta có đất xanh, DIC, HDC, đúng không? Có đất xanh thì mặc dù cuối phiên được kéo lên, thị trường được kéo lên nhưng mà nó thì cũng không hồi được khi mà cái áp lực bán của cái việc những cái nhà đầu tư mà người ta không muốn mua phát hành thêm ấy, thì người ta sẽ tiếp tục bán trong phiên ngày hôm nay, ngày mai và ngày kia anh chị nhá, và ngày 13, ngày 14 sẽ là cái ngày giao dịch không hưởng quyền. Anh chị nào mà cầm đến ngày 14 ấy, thì là anh chị đã xác định là mình sẽ mua phát hành thêm nhé. Hôm nay chúng ta có sell tăng khá tốt thì đây là cổ phiếu đi ngược dòng của nhóm bất động sản trong phiên ngày hôm nay. Thì nhìn với cái đồ thị của sell thì lát nào sẽ phân tích kỹ hơn, nó khá là ok anh chị. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ có một cái điều là cái sự đồng thuận của nhóm bất động sản thì chưa cao. Hôm nay PDR thì nó niêm yết bổ sung và hôm nay cái lực bán của nó cũng có và giảm 3,1%. Tiếp theo chúng ta có nhóm trụ hôm nay họ nhà Vin là cái động lực tăng chính của thị trường. Bên cạnh đó chúng ta có Vinamilk này, chúng ta có Masan, chúng ta có BVH, chúng ta có FPT, có P&J là những cổ phiếu trụ mà hôm nay nâng đỡ cho thị trường của chúng ta khá là nhiều. Và chúng ta nhìn thấy là thị trường xanh nhưng mà là xanh vỏ đỏ lòng anh chị nhé. Thì với cái việc mà xanh vỏ đỏ lòng như thế này thì trong các cái phiên giao dịch tiếp theo thị trường có cái sự vận động như thế nào và chúng ta có cần lo lắng quá hay không, thì Nam cùng mấy chị sẽ cùng nhau trong phân tích và đánh giá trong cái video ngày hôm nay anh chị nhé. Nhìn một chút về cái hành động của khối ngoại thì chúng ta thấy là khối ngoại hiện tại cái đà bán ròng của người ta vẫn tương đối mạnh, đúng không? Hôm nay bán ròng đâu đó 425 tỷ tập trung vào Vietcombank bị bán khá nhiều. Chúng ta có cổ phiếu có chứng chỉ quỹ thì hôm nay bị bán. Thì nói chung là cái đà bán ròng của nước ngoài hiện tại bây giờ đang khá là rõ ràng. Thì đây là một trong những cái điểm trừ khá lớn của thị trường nhé. Thì chúng ta theo dõi trong các phiên giao dịch tiếp theo. Thì mình kỳ vọng rằng nước ngoài người ta sẽ ngừng bán ròng để nó đỡ gây sức ép lên thị trường hơn. Thì lát nữa về thị trường thì Nam sẽ phân tích kỹ hơn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đánh giá một chút về cái đồ thị của VN Index ở thời điểm hiện tại. Xem là với cái sự vận động của thị trường trong ngày hôm nay thì chúng ta có cần phải lo lắng cái điều gì hay không anh chị nhá. Chúng ta sẽ đi từ VN Index. Rồi ok. Thì đây là cái chart đồ thị VN Index index ở trong khung ngày anh chị nhá. Trước khi vào cái nội dung của cái phần phân tích ấy, thì anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like giúp Nam nhá. Hôm nay thì cơ bản bên mình cũng chưa pick thêm cổ phiếu nào, mình đang chờ thị trường có những cái sự cân bằng trở lại. Hồi tuần trước thì mình đã chia sẻ với chị khá là nhiều các cổ phiếu như là nhóm thép thì bên mình cũng chốt, đúng không? Chốt ở cái cây này vào phiên sáng này, Nam Kim tương tự này. Rồi chứng khoán thì chúng ta cũng đã chốt ở một những cái cây này, đúng không? Những cái cây này khi mà nó có những cú dập lên quanh những ví dụ SHS là quanh giá 19x này. Rồi chúng ta có một vài cổ phiếu SSI, VND, đúng không? Mình hạ bớt tỷ trọng bởi vì là như Nam có chia sẻ với chị là nhóm chứng khoán nhịp này nó hơi suy yếu một chút và Nam cho rằng là nó sẽ cần cái thời gian cân bằng và tích lũy trở lại. Anh chị nhắc cân bằng và tích lũy trở lại thì chúng ta sẽ lưu ý nếu khi mà nó cân bằng với cái trạng thái mà tích lũy với vô thấp anh chị nhé, chúng ta cần có cái sự quan sát thêm, đúng không? Nếu nó đạt đủ điều kiện thì chúng ta sẽ quay trở lại, vì là tuần trước thì chúng ta cũng đã bán được ở các vùng giá khá là tốt rồi.
cho nên là đoạn này thì mình nghĩ là cũng không cần quá vội. Về thị trường thì hôm nay chúng ta thấy là nhìn một chút về cái sự vận động của thị trường ấy, thì các anh chị thấy là nhìn ở trên cái biểu đồ 3 phút đúng không, chúng ta nhìn thấy cái sự vận động nó sẽ rõ hơn. Đấy, phiên sáng thì thị trường chúng ta mở một cái gap up đúng không, một gap up thì trong cả phiên thì nó chịu những áp lực bán đúng không, áp lực bán. Sau đấy thì đến chiều khoảng tầm 1:40 là bắt đầu được kéo trở lại cái vùng 1127, sau đấy thì lại có những áp lực bán và kết phiên thì thị trường vẫn đóng cửa xanh anh chị nhá, vẫn đóng cửa xanh. Thì đấy là cái sự vận động của thị trường trong ngày hôm nay. Thì Nam đánh giá là đây là một cái phiên mà nó cũng không có quá nhiều cái điều mới anh chị nhá. Thì như là sau cái phiên mà ngày thứ năm tuần trước đúng không, Nam chia sẻ với chị là sau phiên này nếu thị trường tích cực thì nó phải cân bằng và đi ngang tích lũy ở vùng này. Thì sau đấy thì chúng ta sẽ có thêm dữ liệu để phân tích. Thì hôm nay là một cái phiên Nam đánh giá là cũng bình thường, chưa có quá nhiều điều để nói về thị trường, mặc dù nó rút chân trở lại cuối phiên. Chúng ta đóng cửa một cái cây nến quanh cái vùng 1125 với một cái thanh khoản thấp, nó thể hiện một cái sự lưỡng lự của nhà đầu tư bên mua và bên bán anh chị nhá. Và thị trường thì hiện tại thì chúng ta thấy được rằng là trong các cái phiên đầu tuần ấy, thì khi mà hai kiếm nó chưa tách quá xa, tức là ngày mai thứ ba và thứ tư thì thị trường vẫn có cái cơ hội bật. Tuy nhiên là nhìn sâu vào trong thị trường thì như Nam có chia sẻ với chị là hiện tại bây giờ thị trường của chúng ta đang phân hóa khá cao đúng không, một vài cổ phiếu ví dụ nhóm thép này, nhóm chứng khoán này, nhóm bất động sản thì như Nam chia sẻ với chị là nó đang có các cái dấu hiệu suy yếu một chút đúng không, nó chưa được có được cái sự đồng thuận. Bây giờ hiện tại là thị trường của chúng ta chủ yếu đi trên đôi chân của nhóm trụ, nhóm VN30 đấy. Do vậy cho nên là thị trường, cái xác suất mà thị trường nó kéo bật mạnh vượt cái vùng 1137 ấy, thì dùng nhóm banh hay nhóm trụ để kéo thì góc nhìn là vẫn có kịch bản đấy. Tuy nhiên là mình đánh giá là nó sẽ có cơ hội trong hai phiên tiếp theo, nhưng mà chia sẻ với chị là Nam đánh giá kịch bản đấy không quá cao anh chị nhé. Và nếu như nó thật sự xảy ra ấy, thì góc nhìn của mình đấy vẫn là những cái nhịp kéo lên để cho chúng ta có thể chốt lời tiếp nếu như các cái phần cổ phiếu còn lại, hoặc là đối với những anh chị nào còn tỷ trọng cao thì cái việc mà thị trường kéo lên ấy, nó chạm về cái vùng kháng cự ở đây đúng không, chạm về vùng kháng cự 1135 1137 thì Nam đánh giá là nó sẽ khó có thể đi được xa khi thị trường của chúng ta chưa có sự đồng thuận anh chị nhé. Thì cái đoạn này góc nhìn của Nam là thị trường nó cần phải cân bằng và tích lũy tiếp đúng không, cân bằng tích lũy tiếp hoặc là có những sự rung lắc điều chỉnh để chúng ta thấy là để cho các cái cổ phiếu mid cap, các cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, thép nó có cái thời gian nó cân bằng trở lại để lấy thêm lực. Thì khi nó đồng thuận ấy, thì khi đấy chúng ta vượt nó sẽ thị trường, cái lực vượt nó sẽ đi được xa anh chị nhá. Thì góc nhìn của em Nam đoạn này thì thị trường vẫn còn cái cơ hội trong hai phiên rồi tiếp theo, tuy nhiên mình đánh giá không cao cái kịch bản mà bứt hẳn cái vùng 1137 anh chị nhá. Thì đến các cái phiên mà mình đang tham minh để cho chúng ta có thể là cân nhắc tham gia mua khi mà chúng ta đã bán được các cái vùng giá tốt của nhóm thép, chứng khoán, bất động sản, thì chúng ta có thể chú ý vào các cái phiên giữa tuần anh chị nhá, cuối tuần thứ năm, thứ sáu, khi mà bắt đầu chúng ta thấy hai kiếm nó tách ra mở những cái trạng thái khách sạn. Thật ra nó cũng không phải quá lớn, tuy nhiên là nó cũng sẽ mở những cái trạng thái khách sạn và chúng ta có thể chú ý mua khi thị trường có những cái sự rung lắc. Thì đấy là góc nhìn của em Nam ở thời điểm hiện tại. Chúng ta nhìn ở trong cái khung đồ thị H1 của VN Index ấy, thì Nam có kể cho chị một cái kênh đúng không, đây là cái kênh của thị trường, thì nó liên tục nó chạm về cái kênh này một lần, đấy, hai lần và nó cũng chưa có cái dấu hiệu về vi phạm. Thì Nam có nói với chị là nhìn về mặt điểm số của VN Index hiện tại bây giờ thì mình đánh giá là rất là đẹp, không có cái vấn đề gì cả đúng không. Tuy nhiên ấy, là khi chúng ta đi sâu vào các nhóm ngành thì chúng ta thấy là phân hóa và một số nhóm ngành suy yếu, nó chưa có sự đồng thuận. Còn nhìn về, nếu mà chúng ta chỉ nhìn thuần về mặt chỉ số thì chúng ta nhìn về cái xu hướng thì chúng ta thấy là index của chúng ta đang hiện tại đang khá đẹp đúng không, khá đẹp. Band thì bắt đầu mở lên, đi lên đúng không, band dưới thì nó chưa kịp mở, tuy nhiên là nó như trạng thái như này là liên tục tích lũy trên 20 vẫn khá ổn. Cái Aron thì chị thấy là cái đường màu xanh nó bắt đầu cắt lên cái đường màu đỏ rồi, thì đây là cái tín hiệu sớm. MACD thì ở trên không, tức là nhìn về điểm số đúng không, nhìn về tất cả mọi thứ về điểm số, về các cái chỉ báo thì mình đang thấy là thị trường đang không phải là xấu ấy, thị trường đang rất đẹp về mặt điểm số đúng không, kể cả trong khung H1 đấy. Tuy nhiên là góc nhìn của em Nam thời điểm hiện tại khi thị trường nó chưa có cái sự đồng thuận đúng không, chưa có sự đồng thuận thì cái kịch bản thì thị trường nó bứt mạnh ở bứt phá vùng này ấy, thì mình chưa đánh giá cao anh chị nhá, chưa đánh giá cao đó. Do vậy cho nên là chúng ta cứ bình tĩnh để thị trường nó cần phải cân bằng trở lại để cho các cổ phiếu nó có cái thời gian nó tích lũy và tái tích lũy và cân bằng trở lại. Thì lúc ấy chúng ta sẽ tham gia. Và cái vùng mua tham gia của thị trường ở đoạn này thì mình vẫn đánh giá là khi nào mà thị trường nó có các cái trạng thái đúng không, thị trường nó có các cái trạng thái vol nó thấp, nó kiệt trở lại, các cái cổ phiếu cũng tương tự như vậy chị nhé. Tức là nó cần một cái khoảng thời gian đúng không, cần một khoảng thời gian thì chúng ta lát nữa vào phân tích về các cái cổ phiếu, về các cổ phiếu thì mình sẽ đánh giá kỹ hơn anh chị nhé. Thì đấy là góc nhìn của Nam về thị trường ở thời điểm hiện tại. Rồi ok anh chị, tóm lại là đoạn này thì chúng ta cũng đã
bán được khá nhiều đúng không, chốt lời được khá nhiều, khóa được phần lợi nhuận rồi thì chúng ta cứ thoải mái đúng không, cái vùng chúng ta bán thì cũng tương đối là ổn anh chị nhé. Chúng ta sẽ đi sang phân tích cái phần số 3, thì Nam sẽ phân tích và đánh giá cho anh chị về các cái cổ phiếu, các cái nhóm ngành, để tại sao mình lại nói với anh chị là hiện tại thị trường đang khá là phân hóa và các cái nhóm ngành thì nó sẽ cần cái thời gian tái tích lũy và chưa có sự đồng thuận anh chị nhé. Thì trước khi sang nội dung phần thứ ba, anh chị đang tham gia theo dõi cái video ngày hôm nay, anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like, những trái tim màu tím dưới một comment để tăng cái độ tương tác cho cái video này. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Anh chị nào muốn trở thành khách hàng của câu lạc bộ ITP, trở thành khách hàng của em Nam thì anh chị có thể liên hệ với số điện thoại Nam đang để trên góc phải 0963983379 để trở thành khách hàng của Nam anh chị nhé. Thì để trở thành khách hàng, anh chị chỉ cần có một cái tài khoản VPS và có phát sinh giao dịch, thì nếu như chưa có thì anh chị gửi căn cước công dân thì Nam sẽ hỗ trợ mở giúp anh chị các cái tài khoản mới để anh chị giao dịch cho nó may mắn, hoặc là anh chị có thể là chuyển ID. Nếu như anh chị đã có tài khoản rồi thì anh chị đăng nhập vào app này, bấm vào avatar, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập cái mã ID R808 ra Nguyễn Ngọc Nam, sau đó tích vào các cái dấu tích này, bấm xác nhận, rồi vào cái phần lịch sử thay đổi, chụp ảnh màn hình và gửi lại cho Nam theo số điện thoại ở trên góc phải màn hình để Nam hỗ trợ anh chị vào trong các cái Zoom VIP để chúng ta cùng nhau đồng hành và đầu tư anh chị nhé. Anh chị nào chưa có điều kiện về việc mở tài khoản chuyển ID, anh chị có thể tham gia dưới hình thức thu phí thì Nam sẽ hỗ trợ anh chị vào Zoom khách hàng anh chị nhé. Quyền lợi thì nó cũng như những khách hàng bên giao dịch ở bên VPS thôi anh chị nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đánh giá về các cái nhóm ngành. Mình sẽ đi từ nhóm chứng khoán đầu tiên. Hôm nay thì có cổ phiếu HCM rất khỏe đúng không ạ, anh chị thấy là đang khá là khỏe và đang giữ được kênh. Thì đây gần như là cái cổ phiếu chứng khoán duy nhất mà giữ được kênh. Tuy nhiên thì anh chị thấy là cái vùng cản của nó quanh cái vùng giá 32.5 thì 32.7, cái vùng gáp ở vùng đào ở đây thì mình kể ở đây thì hiện tại nó cũng đã gần tiến đến rồi. Thì bây giờ anh chị có hàng anh chị vẫn có thể nắm được, tuy nhiên là mình canh chốt ở trong ngắn hạn anh chị nhá. Bởi vì là trong các cái phiên giao dịch tiếp theo thì bắt đầu hai kiếm nó có xu hướng nó tách ra, và cái kênh giá dốc như này, cái nền ngắn thì góc nhìn của mình là rất khó để nó có thể bứt phá mạnh ở vùng này. Do vậy cho nên là ở đây ấy, thì khi mà nó có các cái tín hiệu mà nó đang hưng phấn thì anh chị có thể là canh chốt lời trong ngắn hạn đối với cổ phiếu HCM anh chị nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn về các cái cổ phiếu khác. Thì bây giờ chúng ta thấy là ví dụ như SHS này, chúng ta thấy là nó, mình đã chia sẻ với chị là con này nó bị gãy kênh vào cái phiên giao dịch ngày thứ 6, thì hôm nay nó có một cái nhịp hồi trở lại thôi. Hôm nay thì mình có nhắn với anh chị ở trong Zoom ấy, là khá nhiều nhà đầu tư người ta sẽ chờ các cái phiên mà bắt đáy hàng về để người ta bán, để người ta mua đúng không. Tuy nhiên là thông thường là cái cách đánh của thị trường thì khi mà những cái phiên nổ vun về ấy, thì hàng về thì nó sẽ không có quá nhiều biến động đâu, thậm chí nó sẽ được kéo lại. Thì hôm nay nó có một cái sự kéo lại. Tuy nhiên là về bản chất thì trong ngắn hạn anh chị nhé, thì khi mà nó bị mất kênh ấy, đúng không, nó bị gãy kênh thì thông thường ấy, là nó sẽ cần phải tái tích lũy lại ở vùng này. Nếu như nó cân bằng được ở cái vùng giá 18 với cái vol nó kiệt xuống trong khoảng tầm 3 cho đến 5 phiên thì với chúng ta sẽ có những điểm mua tốt anh chị nhá. Đấy thì nó giống như những cái giai đoạn này thôi. Đúng không? Sau khi thị trường đi lên, đấy, cổ phiếu đi lên, đúng không? Cổ phiếu đi lên và nó bị mất đi cái kênh ở trong ngắn hạn đây. Đấy, thì nó sẽ mất một cái thời gian đúng không? Nó sẽ có những phiên hồi lên này anh chị nhá, nhưng mà mất cái thời gian nó cân bằng và tái tích lũy trở lại ở đây. Đúng không ạ? Anh chị nhìn ở cái giai đoạn này. Đấy, tái tích lũy trở lại với vol thấp. Thì với chúng ta nó có khoảng tầm 3 cho 5 phiên nó tái tích lũy ở vùng này. Thì bây giờ nó tương đương với cả vùng giá 18 ấy, đúng không? Vùng giá 18 đây thì nó đang là vùng giá 10. Đúng không ạ? Thì nó cân bằng và tái tích lũy đây với vô nó kiệt xuống như này. Thì đấy sẽ là những cái thời điểm chúng ta mua lại đây, và khi nó có một cái cây bùng nổ đi lên. Đó, thì nó bước vào một nhịp tăng. Thì hiện tại bây giờ ấy, góc nhìn của mình ấy, là các cổ phiếu chứng khoán này nó sẽ cần cái thời gian nó tái tích lũy trở lại quanh cái vùng giá 18 18 chút ít ở đây, và cái vô nó kiệt lại. Và tất nhiên ấy, nó không phải là chỉ tái tích lũy trong 1 cho đến 2 phiên, đúng không? Mà nó sẽ cần một cái quá trình tái tích lũy khoảng tầm 3 đến 5 phiên. Chứ còn ở đây mà nó có bật mạnh lên thì góc nhìn của mình là thứ nhất ấy, là rất khó, đúng không? Bởi vì cái cây bán ở đây, cái vô này rất lớn, thì cái số lượng, thì bây giờ cái cây này, cái điểm cao của cây này là cái vùng giá 19, nó đang trở thành một cái vùng kháng cự rất mạnh của cổ phiếu, đúng không ạ? Đấy, thì do vậy cho nên là nó phải tái tích lũy trở lại cân bằng ở đây. Đó, thì lúc ấy chúng ta sẽ xem xét đến cái việc mua cổ phiếu SHS khi nó có khoảng tầm 3 đến 5 phiên tái tích lũy ở đây và giữ được cái vùng giá 18.2. Rồi chúng ta sẽ mua, cũng không cần phải quá vội anh chị nhé. Anh chị cứ duy trì một cái tỷ trọng cổ phiếu ở cái mức trung bình là được. Mọi người có vị thế vẫn có thể nắm được. Còn cái việc mà mua ấy, thì mình nghĩ là nên có thêm dữ liệu tái tích lũy ở vùng này anh chị nhé. Đấy là cổ phiếu chứng khoán SHS, đúng không ạ? Chúng ta nhìn về cái khung đồ thị H1 của SHS thì chúng ta thấy được rằng là nó bị mất cái đường 20 và đang thủng qua cái vùng giá 18.5, và hôm nay giật ngược trở lại test cái đường 20 hướng xuống trong khung H1. Và đây nó có một cái đường giao găm hỗ trợ và nó hút về cái vùng khách sạn, đúng không ạ? Còn về MACD thì hiện tại cũng mới bắt đầu đang nỗ lực tạo cái đáy đầu tiên, cũng chưa có cái tín hiệu gì nhá, chưa có cái tín hiệu gì. Nói vậy cho nên là đoạn này thì chúng ta với góc nhìn của Nam ấy, là cổ phiếu SNS sẽ cần cái thời gian tái tích lũy lại quanh cái vùng giá 18.x, thì đấy là kịch bản tích cực nhất. Còn trong trường hợp mà
nó tái tích lũy không thành công mà nó chiết khấu thì lúc ấy nó sẽ tạo ra điểm mua. Đoạn này thì góc nhìn của mình vẫn là cái trường hợp mà thị trường mà rung lắc điều chỉnh các cổ phiếu chứng khoán mà rung lắc điều chỉnh thì đấy nó sẽ là cái cơ hội nhá anh chị nhá. Ok, thì đấy là cổ phiếu SHS. Rồi chúng ta tiếp tục các cổ phiếu khác, ví dụ như là SSI thì góc nhìn của em Nam ấy là cổ phiếu này thì ở trong SSI trong khung H1 chúng ta thấy là nó mất đi cái đường MA 20 và test lại một nhịp và hôm nay test đường MA 20 và sau đấy thì cuối phiên cũng bị bán lại một chút, nó có cái hỗ trợ giao găm ở đây và được hút về cái vùng khách sạn, đúng không? Đấy là cái sự vận động mình đánh giá là hết sức bình thường thôi. Khi mà người ta cứ chờ những cái phiên mà bắt đáy vốn to về người ta để mua được giá tốt ấy thì thông thường ấy là nó sẽ giữ anh chị nhá. Hiện tại thì trên cái khung đồ thị daily thì cái cổ phiếu SHS này nó cũng đã nó còn có cái trạng thái tốt hơn con SSI một chút, nhưng mà về bản chất thì nó cũng đã bị mất qua cái kênh, đúng không? Mất qua cái kênh tăng và cái gap này cũng đã được lấp đi, tức là cái lăng gap nó lấp đi, nó cho thấy là cái xung lực tăng của cái cây này ấy, là nó đã bị mất rồi. Thì bây giờ nó phải tái tích lũy trở lại thì cái vùng hỗ trợ hiện tại của con SSI là quanh vùng giá 32 nhá, nó sẽ cần những cái thời gian tái tích lũy lại như thế này anh chị, đúng không? Khi nó điều chỉnh này anh chị thấy không, nó mất cái thời gian tái tích lũy lại ở đây với vol kiệt xuống, đúng không? Và chúng ta sẽ mua khi nó có 3 đến 5 phiên tái tích lũy lại ở vùng này với cái thanh khoản thấp anh chị nhá. Thì đấy sẽ là cái lúc mà chúng ta mua nó sẽ an toàn. Còn hiện tại bây giờ khi nó vừa gãy kênh ý, thì cái việc mà nó giao dịch biến động 1-2% thì góc nhìn của mình là nó không mang nhiều ý nghĩa, đúng không ạ? Để nó bật mạnh ở đây thì góc nhìn của Nam là hơi khó, khi mà thứ nhất là nó cái vùng cái cây vol bán này nó tương đối mạnh và bây giờ cái vùng giá 33 và 3.5 đang trở thành cái kháng cự khá là mạnh, đúng không? Để nó bứt ở đây thì nó cần một cái dòng tiền rất lớn. Thì đối với cổ phiếu SSI này thì một ấy là nó cân bằng tích lũy lại ở cái vùng giá 32, hai là nó có những sự chiết khấu về quanh vùng giá 31.xx nhỏ, thì đấy sẽ là thời điểm anh chị mua được đối với cái cổ phiếu chứng khoán nhé. Đấy, chứng khoán thì bây giờ mình thấy chỉ có HCM là nó còn giữ được kênh thôi, còn lại thì chúng ta nhìn như là BCI thì hôm trước Nam cũng có kể cho anh chị ấy, để cơ bản là nó sẽ cần cái thời gian tái tích lũy lại ở đây, đúng không ạ? Nó tái tích lũy lại ở cái vùng này. Đấy, hiện tại đang có cái hỗ trợ quanh cái vùng giá 41.5, hôm nay thì nó rút chân lên, đúng không? Rút chân lên thì nó sẽ tích lũy nhá, nó cần tích lũy thêm ở đây. BCI chúng ta có MBS, MBS hôm nay cũng có một nhịp điều chỉnh về khách sạn và rút chân lên, đúng không? Rút chân lên. Đấy thì góc nhìn nó tương tự thôi. Nói chung là chứng khoán chúng ta phân tích một mã là nó ra hết mà anh chị, đúng không? Nó ra hết mà. Đấy, do vậy cho nên là phải một là tái tích lũy cân bằng ở quanh vùng giá 21.7, 21-22. Đấy, còn hai là nó chiết khấu thêm về cái vùng phía dưới này thì chúng ta mua nó sẽ an toàn hơn nhá. Anh chị nhá, thì đấy là cái góc nhìn về cổ phiếu chứng khoán. Thì thật ra đoạn này chúng ta cũng không cần quá vội, đúng không? Thị trường thì chủ yếu là nhìn điểm số thì rất đẹp, nhưng mà về các cái nhóm ngành chúng ta đi sâu vào chúng ta sẽ thấy là nó đang có cái sự phân hóa và chưa có sự đồng thuận để cho thị trường nó bứt quá cái vùng 1137 mạnh mẽ được, đúng không? Và nhìn ở trên cái timing thì chúng ta thấy là bắt đầu từ phiên thứ 5, thứ 6 thì chúng ta thứ nhất ấy, là chúng ta sẽ có một cái vùng khách sạn hút giá xuống. Thứ hai là chúng ta sẽ đi bắt đầu đến cái vùng xoắn mây, đúng không? Xoắn mây. Do vậy cho nên là mình vẫn tham minh vào khoảng tầm cuối tuần. Còn trong tuần thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì có thể là thị trường nó cân bằng ở vùng này, nó cân bằng ở vùng này nhá. Còn trong trường hợp một kịch bản mà nó đánh sốc hơn, tức là nó kéo vượt luôn ấy, nó dùng trụ nó kéo thì đấy sẽ là cái cơ hội để cho chị chốt lời trong ngắn hạn. Đúng không ạ? Thì đấy là về thị trường và nhóm chứng khoán nhá. Một vài cổ phiếu chứng khoán nhỏ chúng ta có VX này. VX thì hôm nay nó cũng có một nhịp rút chân, hôm nay thì nó có một cái thông tin tương đối là tiêu cực, tuy nhiên là cái lực đỡ của nó là có nhá. Con này thì vẫn đang có hỗ trợ 16.8, thì sáng mình có nói với chị là nếu không thủng 16.8 thì chị vẫn cầm được, còn nếu thủng 16.8 thì anh chị có thể là hạ bớt tỷ trọng và canh mua lại ở quanh cái vùng giá 15.5 cho đến 16 đối với cả con VIX nhé. Tiếp theo chúng ta có BSI. BSI thì hiện tại vẫn đang ở cái vùng cao, đúng không? Đang ở cái vùng khá cao. Con này thì hiện tại bây giờ thì để vào mua thì Nam đánh giá là không có điểm mua. Anh chị nào cầm thì nhớ đặt các cái điểm chặn lãi quanh vùng giá 44.5. Rồi đấy là nhóm chứng khoán, nhóm thép này. Thép chúng ta có HPG, hôm nay nó vẫn đang giữ được khá tốt, đúng không? Đấy, rất nhiều nhà đầu tư người ta sẽ chờ các cái phiên bắt đáy ở đây về. Đấy, tuy nhiên là thông thường ấy thì nó sẽ không bị xả ngay đâu anh chị, nó không bị xả đâu và nó sẽ giữ, nó sẽ neo ở vùng này. Ở đây chị thấy là có hai cái cây vol bán mạnh ở đây, đúng không? Nó cho thấy là cái áp lực tiết cung ở cái vùng này hiện tại đang khá lớn. Đấy, tức là cản đây khá lớn. Thì góc nhìn của mình một ấy, là phải cân bằng tích lũy, còn hai là phải có sự chiết khấu. Thì trong các phiên rồi tiếp theo cái vùng cân bằng của nó vẫn đang là cái vùng giá 27. Anh chị nào nắm giữ thì chú ý vùng 27, nếu thủng 27 thì chị bán để mua lại quanh vùng giá 26.x nhỏ nhé. Còn anh chị nắm giữ thì hiện tại về bản chất ấy, thì nó chưa có vấn đề gì, nhưng mà để nó tăng ngay thì mình nghĩ là khó nhé. Ở đây khó cho nên là anh chị lưu ý là nắm giữ thì vẫn ok. Tiếp theo Nam Kim.
Nam Kim thì hiện tại anh chị thấy là sau cái cây 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 breakout xịt ở đấy thì khả năng nó phải tích lũy lại thôi nhá, tích lũy lại thôi, thì mình thấy là nó cũng chưa vấn đề gì cả. Nhưng mà hôm trước thì bên mình cũng 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 có các cái tín hiệu việc chốt lời của phiếu này rồi, chốt lời ở ngay vùng 24 24.1 đây. Đấy, anh chị nhá, nó còn kéo lên tận 24.4 đúng không ạ, đầu cơ rất cao đấy. Thì hôm nay là một cái phiên mà nó cân bằng trở lại thôi, góc nhìn của mình ấy. Anh chị nào mà muốn chặn lãi cổ phiếu này thì chặn lãi giúp mình ở 22.6 đúng không, nếu nó tái tích lũy lại ở vùng giá 22.6 không thủng thì nó có thể đi lên tiếp, còn nếu như nó thủng thì nó sẽ chiết khấu về lại cái vùng giá 21 21.x nhé. Đấy là Nam Kim, Hoa Sen cũng tương tự như vậy thôi. Hôm nay thì con này vẫn đang tiếp tục bị bán chút đúng không. Đấy, kênh cũng bị gãy kênh, hôm nay về đường 20 vốn bán thấp đang hỗ trợ, thì nếu mà tích cực thì nó tái tích lũy lại ở 21.5 trong khoảng tầm 3 đến 5 phiên anh chị nhá. Mọi người đừng đừng có sợ nó chạy mất đúng không, đừng có sợ nó chạy mất. Đấy, chúng ta cứ đợi nó tái tích lũy lại ở đây, nó ok thì chúng ta sẽ vào nó khoảng tầm 3 đến 5 phiên thì mà nó không mất vùng giá 21.5 ấy, thì mọi người vào nó sẽ ổn. Đấy, còn trong trường hợp mà nó mất 20 21.5 thì anh chị có thể chặn lãi ra và chờ mua lại ở vùng giá 20.x này, 20 20.x. còn bên mình thì bán ở đây rồi, bán ở trên cái vùng vùng này rồi. Ngay cái phiên ngày thứ thứ sáu đúng không, là mình đã báo với anh chị ở trong Zoom khách hàng bán nhóm thép rồi. Nhóm thép thì mình mua hai nhịp đúng không ạ, hai nhịp chúng ta mua hai nhịp thì cái này mình cũng đã chia sẻ với chị rồi nhá. Đây này, đấy, chốt lời nhóm thép này, mình mua hai nhịp vào ngày 20 tháng 11 và ngày 24 tháng 11 của nhóm thép. 20 là quanh vùng này đây, mua cây 20 tháng 11 ở đây và mua thêm ngày 24 ở đây, mua cái đây đúng không, mua được hai cây này. Thì hôm trước bên mình chốt bên này nó biên nó không được quá nhiều, nó chỉ đâu đó tầm hơn 10% thôi. Nam Kim cũng vậy, ngày 20 tháng 11 này là ở đây này, mua ngay đầu phiên sáng này và mua thêm một cái nhịp nữa vào ngày 24 ở đây quanh vùng giá 21. Đấy, thì bên mình chốt được quanh 24 nhá. Thì còn mua mới thì hiện tại mình chưa khuyến nghị anh chị mua lại đối với cả nhóm thép nhé, chờ thêm, một là tái tích lũy, hai là chưa cầu thêm. Đấy, nhóm thép chúng ta sẽ đi sang nhóm bất động sản. Hôm nay thì có sale khá nổi bật, hôm nay thì như Nam có chia sẻ với chị khá là nhiều lần, cổ phiếu này nếu mà muốn tốt ấy, thì ngày thứ hai thứ ba đúng không, nó cần đóng cửa trên 23.5 thì hôm nay nó đã làm được điều đấy và có một cái phiên rút chân và cuối phiên tép cung tương đối ổn. Nó là vol thấp hơn một chút thì đẹp hơn. Đấy, cái vol này thì vẫn hơi cao nhé, gần bằng trung bình 20 phiên, thấp hơn chút nữa thì nó sẽ gọi là lý tưởng hơn. Tuy nhiên là nó cứ trên 23.5 thì là ổn đấy chị. Thì sale hiện tại nhóm bất động sản khá là phân hóa, sale thì mình thấy là vẫn rất là ok nhé. Đấy, nếu mà chị nào kẻ một cái kênh chung và dài hạn ấy, thì phải kẻ từ đây này chị này, đúng không, nối các cái vùng đáy thấp nhất lại với nhau thì đây nó có một cái giai đoạn nhiễu và sau đấy thì nó bật được. Thì hiện tại thì góc nhìn của mình ở đây thì sale hoàn toàn có khả năng bị bật nhé. Thì chúng ta kỳ vọng xem để xem dòng tiền nó có vào được không. Hôm nay thì một cái phiên test cung, nói chung là vốn thấp thì tí nữa, nó vốn thấp nó khoảng tầm vốn này vẫn hơi cao, vốn thấp thì chút nữa thì đẹp hơn, và để xem mai nó bật được không. Ben thì đang bóp khá chặt rồi, chúng ta kỳ vọng nhé. Đó, thì nó trên được 23.5 là ổn. Ở sale thì mình thấy rất là ổn này, nhưng mà đích thì hôm nay bị bán chút đúng không. À, con này thì bị bán một chút, cái nền này thì mình nghĩ là phải tích lũy thêm đấy anh chị, một là tích lũy thêm để lấy thêm lực, hai là nó phải rũ lại nhé. Đấy, còn đoạn này thì anh chị nào có hàng ấy thì mọi người chú ý cái vùng giá 22.5 25.5 đúng không, thủng 25.5 thì anh chị chặn lãi ra xong chờ nó chiết khấu để mua. Đất xanh thì nó có các cái vấn đề liên quan đến cái việc phát hành thêm, thì cái việc dòng tiền nó đang rút ra khỏi cái cổ phiếu này thì chúng ta thấy là khá là rõ đúng không. Với ba cây với vốn lớn, tức là cái dòng tiền người ta muốn thoát ra khỏi cổ phiếu này để người ta không phải mua phát hành thêm ấy. Đấy, thì cổ phiếu này hôm trước mình báo chốt, anh báo trong room chốt hai nhịp, một nhịp là chặn lãi vùng giá 20 này, nó thủ 20 chặn lãi và nhịp mà chốt chủ động ở quanh vùng giá 21 đây rồi đúng không, quanh vùng này. Đấy, khi mà nó có những cái nhịp mà tăng vào phiên kéo giật ngược trở lại vào phiên thứ năm ấy và phiên thứ sáu thì mình liên tục báo anh chị hạ tỷ trọng rồi nhá. Đấy, hiện tại thì bây giờ đoạn này thì góc nhìn của mình là anh chị duy trì khoảng 50% tỷ trọng cổ phiếu, 50% tiền thôi. Và thị trường thì các cái nhóm mà chúng ta hay đánh như chứng khoán, thép, bất động sản ấy, thì mình nghĩ là nó chứng khoán với thép thì đang suy yếu đi chút đúng không, nó sẽ cần cái thời gian nó tái tích lũy trở lại. Nó bất động sản thì khá là phân hóa, ví dụ như sale vừa nãy thì chúng ta đánh giá là vẫn còn rất ok, nhưng mà đất xanh thì nó đang có các tín hiệu bị bán một chút nhá. Đấy, thì anh chị nào mà gọi là tầm nhìn mà trung hạn ấy mà mua phát hành thêm thì mình đánh giá là vẫn rất là ổn. Tuy nhiên là trong ngắn hạn thì đánh T cộng thì mình nghĩ là thôi nhé. Thế đất xanh, đích này, đất xanh này, chúng ta có HDC, HDC cũng hơi yếu anh chị ạ. Đấy, anh chị nào mà cầm cổ phiếu này mà thủng 33 thì nên bán, còn mua mới thì mình nghĩ là chưa ưu tiên nhé. Tiếp theo chúng ta có Đạt Phương, Đạt Phương thì nó đồ thị của nó khá là giống sale anh chị, đúng không? Khá là giống sale. Con này thì xấu hơn sale một chút nhé, nhưng mà nếu mà nó vượt được lại đúng không? Nó vẫn ở trên được cái vùng giá 30, 40. Nó vượt được lại 40 trong hai phiên giao dịch tiếp theo thì ổn, còn không thì
qua cuối tuần nó sẽ rất là khó tăng nhé anh chị nhé. Tức là trong ngày thứ ba thứ tư thì nó cần phải vượt lại 40. Nếu mà thứ ba thứ tư mà anh chị thấy anh chị đang cầm món này mà không thấy nó đứng được trên 40 ấy, thì mình nghĩ là anh chị Abus nhé, Abus. Thì đấy là Đạt Phương. Tiếp theo chúng ta có Nam Long. Nam Long hôm nay thì mất M20 đúng không, mất Kijun đấy, thì cổ phiếu này thì khả năng là nó sẽ có những cái cú có thể là test lại một cái vùng giá 36.8 và 36.9 trong 1-2 phiên. Sau đấy thì có thể sẽ có tiếp tục cái cú điều chỉnh về lại cái vùng giá 35.5 nhá. Thật ra biên nó không nhiều đâu. Đó, thì hơi suy yếu một chút này anh chị. Góc nhìn của mình là tỷ trọng cao thì anh chị cứ hạ bớt ra đã nhá. Rồi đấy là bất động sản nhá. Anh chị thấy là chúng ta dạo quanh một vòng thì chúng ta thấy là các cái cổ phiếu Bitcap nó không quá đồng thuận đúng không? Nó không quá đồng thuận và tương đối là phân hóa và cần cái thời gian tái tích lũy trở lại. Hiện tại bây giờ chúng ta nhìn thấy index về chỉ số thì đẹp đúng không? Chỉ số thì đẹp. Đấy, tuy nhiên là đa phần là chúng ta thấy giữ trụ thôi, đúng không? Xanh vỏ đỏ lòng thôi nhá. Do vậy cho nên đoạn này thì mình nghĩ là không vội. Nếu như thị trường nó có đi vào kịch bản mà nó cứ kéo sốc luôn ấy, thì góc nhìn của mình vẫn là cái cơ hội để cho chúng ta chốt lời thôi. Còn cái vùng đẹp nhất của thị trường nó vào ngày thứ năm và thứ sáu tuần trước thì cũng rất là tiếc là thị trường của chúng ta nó dính một cái cây bán tương đối mạnh và bất ngờ. Thì góc nhìn của mình là cái sức mạnh nó sẽ bị suy giảm đi đôi chút nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sang các cái nhóm cổ phiếu khác. Anh chị đang tham gia theo dõi cái video này, anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like, những cái trái tim màu tím ở trong một comment để tăng cái độ tương tác cho video. Anh chị muốn trở thành khách hàng của em Nam thì liên hệ với số điện thoại 0963983379 ở trên màn hình để mở những cái tài khoản VPS mới hoặc là chuyển ID theo cái hướng dẫn này, đăng nhập vào app. Nếu anh chị đã có tài khoản rồi, anh chị đăng nhập vào app, bấm vào cái avatar, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập mã ID R808 ra Nguyễn Ngọc Nam, sau đó tích vào các cái dấu tích này, bấm xác nhận, sau đó vào cái phần lịch sử thay đổi chụp ảnh màn hình và gửi lại cho Nam theo số điện thoại ở trên góc phải màn hình. Anh chị nhá, anh chị nào chưa có điều kiện về việc mở tài khoản chuyển ID, anh chị có thể tham gia hình thức thu phí. Cái mức phí thì nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi, anh chị chủ động liên hệ để Nam hỗ trợ thêm cho anh chị trong cái quá trình anh chị giao dịch anh chị nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn tiếp về các cái nhóm cổ phiếu khác. Chúng ta có cổ phiếu nhóm đầu tư công, bất động sản khu công nghiệp thì IDC. Nói chung là cái nhóm này thì vẫn ổn anh chị nhá, nó vẫn đang tích lũy và đang giữ được vùng này. Hiện tại thì hai kiếm nó đang cách khá là xa cho nên là khả năng nó phải tích lũy thôi. Thì anh chị nào mà cầm cổ phiếu này ấy, mọi người muốn đánh ngắn đúng không, đánh ngắn trong ngắn hạn thì thủng 49 anh chị chốt lời ra và canh mua lại ở quanh vùng giá 47.x ở đây nhá. Đấy là IDC. Chúng ta có SSC. SSC thì hiện tại nó cũng bị gãy mất cái kênh tăng rồi. Thì góc nhìn của mình ấy, anh chị nào mà đánh ngắn đúng không, đánh ngắn mà gọi là theo cái kênh giá dốc này thì anh chị có thể là chốt bớt một phần đúng không, chốt bớt một phần trước và chờ nó tái tích lũy trở lại. Đấy, những cổ phiếu này mình thấy là phải tái tích lũy lại ở cái vùng giá MA20 này đúng không? MACD thì đang cắt xuống mặc dù vẫn đang ở trên không, có một đỉnh thôi. Thì về cơ bản thì chúng ta cũng không quá lo lắng, nhưng mà góc nhìn của mình để nó tăng ngay bây giờ thì hơi khó cho nên nó phải tái tích lũy trở lại. Thế anh chị nào mà muốn khóa một phần lợi nhuận thì có thể chốt bớt một phần cũng được nhá. Chúng ta có VGC đúng không? VGC thì con này thì hiện tại thì cái xu hướng của nó vẫn hơn SSC một chút đúng không? Vẫn tốt hơn SSC một chút nhá, tốt hơn một chút. Thì nó cũng đang có cái vùng khách sạn để hút giá về cái vùng cân bằng ở đây quanh cái vùng giá 50 3.6 thì khả năng là nó phải tích lũy lại với cái hỗ trợ ở 53.6. Thì nó không thủng 53.6 anh chị vẫn cầm được, còn thủng thì anh chị nào đánh theo 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 đánh ngắn ấy, thì anh chị có thể là chặn chặn lời chặn chặn lãi ở cái vùng giá 53.5 nhé. Đó, thì anh chị lưu ý vào VGC vẫn đang khá ổn nhé. Tiếp theo chúng ta có KBC này. Đấy, đang tích lũy lại trên trên giao găm thôi, đang tích lũy lại ở đây thôi. Đấy, khả năng là tích lũy tiếp anh chị nhé, khả năng dần tích lũy tiếp. Tiếp theo chúng ta có GVR. GVR với KBC thì khá giống nhau. KBC tốt hơn một chút, con này thì cũng đang tích lũy ở đây thôi. Nói chung là chưa có tín hiệu gì, anh chị cầm thì vẫn cầm được. Nhớ đặt các cái điểm chặn lãi chặn lỗ ở quanh cái vùng giá 10 rồi. GVR quanh vùng giá 19.8 nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn về đầu tư công. Đầu tư công thì chúng ta có VCG hôm nay vẫn trên đường 24. Đấy, con này anh chị có hàng thì vẫn có thể cầm được, về bản chất nó đang tích lũy ở đây thôi. Nhưng mà cái động lực tăng ở đây luôn thì mình chưa nhìn thấy nhiều anh chị. Cản của nó ngay đây. Đúng không? Nó đang gặp cái cản ở đây. Thì nó có tăng rướn lên lên cái vùng giá 25.x này thì mình đánh giá là cũng bị chốt lời ngắn hạn thôi anh chị nhá. Thì nếu như mà anh chị cầm cổ phiếu này ấy, nó cứ tích lũy trên 24 thì vẫn ổn, còn nó thủng trở lại vùng 24 thì góc nhìn của mình là anh chị có thể là chặn lời ra nhá, chặn lãi ra. LCG đang tích lũy thôi, con này cũng giống như con VCG đúng không, nó giống như VCG đang có cái vùng hỗ trợ 12, anh chị nào cầm thì nhớ chặn lãi vùng 12 là được nhá, chặn lãi 12 là được. Tiếp theo chúng ta có HHV. HHV thì là cổ phiếu mà đầu tư công mà gần như là mạnh hơn so với VCG và LCG, chị nhìn cái form của nó thanh thoát hơn. Đấy, tuy nhiên là cản của nó ở đây đúng không, hai kiếm thì đang có xu hướng tách ra. Thì ở vùng này nếu như nó kéo xanh lên thì góc nhìn của mình là chốt lời ngắn hạn nhé, còn muốn tăng thì phải tích lũy thêm hoặc là khả năng nó phải
cân bằng trở lại anh chị. FCN yếu hơn đúng không? FCN thì yếu nhất rồi, yếu nhất trong nhóm đầu tư công. Con này vẫn còn nằm dưới giao găm. Con này anh chị nào có thì canh chốt ở quanh giá 15.2 nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sang nhóm dầu khí. Dầu khí thì PVD hôm nay chỉnh tầm 3%. Sorry mọi người, đây là PDR. PVD cũng chỉnh nhẹ 0,2% thôi. Cái nhóm này thì góc nhìn của mình nó vẫn là cái nhóm phòng thủ anh chị nhé. Vẫn là nhóm phòng thủ. Đấy, mình thì không quá chú ý nhiều về nhóm dầu khí. Vì đơn giản nó là nhóm phòng thủ, chúng ta mà mua có vị thế tốt ấy, thì mọi người cứ yên tâm nắm giữ, mình nghĩ là không có vấn đề gì cả nhé. Nó có thể rung lắc điều chỉnh thì có điều chỉnh cũng là cơ hội để anh chị mua để nắm giữ thôi. Đấy, PVS thế, đúng không? PVS thế. Nói chung là nhóm dầu khí thì với mình bây giờ ấy, nó là cái nhóm mà để đầu tư. Anh chị nào mà muốn đầu tư nhóm này thì cứ canh những cái nhịp nó rung lắc điều chỉnh để mua thôi. Đấy, còn cầm dài thì mọi người không cần quá sợ. BSR thì hơi yếu một chút nhé. BSR mình đánh giá hơi yếu đấy. Nói chung đang tích lũy thôi. Con này thì nói chung là đánh nó hơi chán đấy, hơi yếu một chút. Tiếp theo chúng ta sẽ sang nhóm một số cổ phiếu đơn lẻ khác đúng không? Ví dụ GEX. GEX thì hôm nay bắt đầu về đến kênh. Về đến kênh. Con này thì hôm trước bên mình chốt lời quanh giá 23.5 ở đây. Đúng không? Bây giờ chị nào muốn mua lại thì cứ canh cái vùng cân bằng của nó là 22.5, 22.5 ở đây thôi. Thì mình nghĩ là chờ những cái thời điểm đấy anh chị có thể mua nhé. Đấy, còn hiện tại bây giờ thì nó chưa có điểm mua đủ tốt đâu. Anh chị cứ để nó tích lũy thôi. Nó đang bắt đầu chạm với kênh. Đúng không? Chạm với kênh. Rồi, đấy là GEX này. Tiếp theo chúng ta có DGC. Đang tích lũy tạo nền phẳng ở đây. Đấy, con này đang tích lũy tạo nền phẳng. Mình thấy là vẫn khá ổn nhé. Chưa vấn đề gì cả. Đấy, hy vọng là cái nền này nó có thể bật lên được. Nhưng mà thông thường ấy, DGC thông thường là nếu mà nó đi nền lâu quá mà nó không bật được, thông thường nó sẽ rũ, nó giống đoạn này, nó rũ một nhịp rồi nó mới lên. Có thể ấy, con này nó sẽ rũ lại một nhịp sau nó bật lên nhá. Thì đấy là cái tính cách của cổ phiếu thôi. Thì nếu như mà nó rũ thì anh chị có thể là chú ý quanh mua quanh vùng giá 92-93. Nếu nó rũ giống nhịp này này, anh chị thấy là khi nó cứ đi nền đây, liên tục đi nền mà không bật ấy, là rất dễ nó rũ lại. Đây là cái cách đánh của nó rồi, thì chúng ta tôn trọng nó thôi nhá. Để nếu mà anh chị mà mua tại nền thì mọi người lấy vị thế thôi, mà nó rũ lại thì anh chị lấy, nó rũ lại đây thì anh chị lấy. Nếu mà xét về kênh ấy, nếu mà xét về kênh của cổ phiếu này thì chúng ta có thể kẻ từ đây. Anh chị thấy có thể kẻ cái kênh của nó từ đây. Đấy, đây kẻ đây mới là chuẩn đúng không? Đấy, kẻ kênh. Còn cái vùng đáy này thì nó chưa tạo thành nhá, nó chưa tạo thành đỉnh sau cao đỉnh trước cho nên là chúng ta chưa được kẻ ở đây đâu. Đấy, hiện tại thì nó vẫn đang chuẩn bị quanh cái vùng kênh này. Đấy, tóm lại là thông thường cái cổ phiếu này thường là nó rũ một nhịp nó lên, đúng không? Nó rũ một cây cho nó cân bằng rồi nó bật luôn thì cái nhịp mua chuẩn của nó ở đây. Đấy anh chị nhé, thì chúng ta chờ xem liệu rằng nó có rũ hay không nhé. Đấy là DGC này. Tiếp theo chúng ta có cổ phiếu FPT. FPT thì bên mình mua ở quanh giá 90.2 đúng không? Hiện tại vẫn khá ổn nhé, chưa vấn đề gì cả. Đấy, cổ phiếu này thì mình pick cho các anh chị có tài khoản size lớn ấy. Thì anh chị dành ra đâu đó 10% thì anh chị mua cứ cầm thôi. Mình nghĩ là nó vẫn ok, không vấn đề gì cả nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đi về nhóm cảng biển một chút. Có HAH thì quanh tham chiếu, nhưng mà con này thì có một cái điều là nó bị gãy mất kênh đúng không? Và đang điều chỉnh. Con này anh chị nào muốn mua thì cái vùng cân bằng của nó sẽ là vùng 34.7 nhé, 34.7. Tiếp theo chúng ta có GMD thì nó là cổ phiếu đầu tư nhé. Đấy, thì với góc nhìn của mình ấy là có thể là con này nó cũng sẽ rũ một nhịp rồi nó bật đúng không? Nếu nó cứ đi nền đây, anh chị nắm thì vẫn nắm được thôi. Nếu như nó điều chỉnh về lại vùng giá 66.67 thì đấy là vùng mua nhé. Tiếp theo chúng ta có PVT. PVT thì nó cũng bị mất cái kênh tăng trong ngắn hạn rồi, khả năng phải tái tích lũy trở lại thôi. Đấy, khả năng tái tích lũy thôi nhé. Anh chị cầm thì vẫn cầm được nhé. Cái vùng mua của cổ phiếu này thì là quanh vùng giá 25.5. Nhưng mà lưu ý với anh chị là nó sẽ hơi chậm chút nhé. Hơi chậm chút. Rồi thì đấy là hầu hết các cái nhóm ngành Nam đã phân tích tương đối là kỹ cho các anh chị rồi. Về thị trường thì chúng ta nếu mà chỉ nhìn mặt đơn thuần về chỉ số ấy, thì mình sẽ thấy là thị trường nó khá là ổn. Không có vấn đề gì cả. Trong khung ngày, khung giờ thì mình thấy là cũng khá là ok nhé. Đấy, nhưng mà mọi người lưu ý nhé. Cái kênh tăng này hiện tại nó cần, nếu mà thị trường nó thể hiện sức mạnh ấy, nó phải giữ được kênh này. Còn nếu như mà nó cứ tích lũy ở đây, nó mất cái kênh tăng này ấy, thì rất dễ là vào khoảng tầm cuối tuần đúng không? Vào cuối tuần thì chúng ta thấy là cái sự rung lắc của thị trường nó sẽ mạnh hơn khi mà hai kiếm nó tách đúng không? Và có cái vùng hõm 7 đây thì mọi người lưu ý nhá. Đoạn này mà thị trường nó bật mạnh và khi mà chưa có sự đồng thuận ấy, tức là dùng trụ để kéo bật mạnh qua cái vùng 1.135 thì góc nhìn của mình đấy là cái vùng chốt lời cho anh chị trong ngắn hạn nhá. Còn thị trường nếu như nó cân bằng, rung lắc, tích lũy điều chỉnh thì đấy sẽ mở ra các cơ hội mua rất tốt cho các anh chị đầu tư về các cái cổ phiếu midcap, ví dụ như chứng khoán, bất động sản, thép thì mình đánh giá rất cao. Đấy, nhưng mà để nó bật ngay thời điểm hiện tại bây giờ thì Nam đánh giá xác suất thấp và nó sẽ cần thời gian tái tích lũy trở lại cho đến 3 đến 5 phiên thậm chí 7 phiên và nó cân bằng với vùng thấp thì đấy là cơ hội để cho chúng ta mua anh chị nhá.
Ok, thì đấy là cái nhận định của Nam về thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Anh chị đang tham gia theo dõi mà chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe thì nhớ subscribe của kênh. Anh chị cần tìm người đồng hành thì liên hệ với số điện thoại của Nam 0963983379 qua Zalo. Mở những cái tài khoản mới, nếu chưa có thì gửi căn cước công dân thì Nam sẽ hỗ trợ mở giúp. Còn nếu như đã có rồi thì có thể là chuyển ID bằng cái theo cái hướng dẫn này, đăng nhập app, bấm vào avatar, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập mã ID R808 ra Nguyễn Ngọc Nam sau đó tích vào các cái dấu tích này, bấm xác nhận rồi vào cái phần lịch sử thay đổi chụp ảnh màn hình và gửi lại cho Nam theo số điện thoại trên góc phải nhé. Anh chị nào chưa có điều kiện về việc mở tài khoản chuyển ID có thể tham gia hình thức thu phí anh chị nhé, cứ liên hệ thì Nam sẽ hỗ trợ anh chị. Bây giờ thì Nam xin phép dừng cái video ở đây. Chúc anh chị một buổi chiều tốt lành và hẹn gặp lại trong các cái chương trình tiếp theo. Xin chào.